Ngày 24 tháng 3, Cục Điều tra Liên bang Mỹ thông báo với những hành khách trên chiếc Boeing 737 MAX 9 của Alaska Airlines bị rơi cửa trên không. Họ có thể là nạn nhân của một tội ác. Đây là thủ tục để chuyển hướng sang vụ án hình sự, cho thấy cuộc điều tra về máy bay của Boeing đang có tiến triển và có thể kéo dài trong thời gian tới. Nhà sản xuất máy bay Boeing chưa có tuyên bố chính thức về thông tin trên, chỉ cam kết tiếp tục hợp tác toàn diện và minh bạch với tất cả hoạt động kiểm tra của nhà chức trách. Alaska Airlines đồng thời cho biết hoàn toàn hợp tác với các cơ quan chức năng. Trước đó vào ngày 5 tháng 1, máy bay cất cánh từ thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ trên đường đến thành phố Ontario, bang California, bất ngờ bị bung tấm bịt cửa thoát hiểm, buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp với vết thủng lớn hình chữ nhật. Tuy 171 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay đều hạ cánh an toàn, nhưng nhiều hành khách ngồi gần lỗ thủng bị thương, ảnh hưởng tới thể trạng và tinh thần. Sau sự cố, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã đình chỉ bay đối với dòng MAX 9 và yêu cầu Boeing cấm mở rộng sản lượng dòng phương tiện này. Cho đến nay, nguyên nhân chính thức của vụ việc chưa được công bố vì các bên liên quan vẫn đang trong quá trình điều tra toàn diện.